Kim con có áo ở đây. Ừ, áo mũ ớt đẹp quá. Cậu xem nào. Xem hình thù của áo mũ ớt đẹp. Đây. Ôi giời ơi, hình thù gì đẹp quá trời vậy. Con vẽ tiếp đi, con vẽ tiếp đi. Ừ. Đây. Ok. Áo mũ ớt là phát minh của em voi. Đây nè. Ừ. Em voi. Đúng rồi. Em voi sẽ là Stanley. Người tạo ra Iron Man. Con viết tiếp đi, viết tiếp đi. Đúng rồi. À, một ớt đấy. À, một ớt đẹp quá. Vẽ tiếp đi. À, một ớt. À, một ớt là phát minh thiên tài của em rồi. Đúng không? Đúng rồi. À, muốn nâng con như này là nâng con vẽ được. Đúng là à, một ớt mà. Tất cả là tại áo mũ ớt hết. Không phải cả áo mũ ớt hết. Không phải hơn. Rồi áo mũ ức sẽ cảm thấy hơi tiếc cho mà xem. Ơi. Em voi nói gì nữa cậu nào? Áo mũ ớt đẹp. Đẹp à? Đâu? Mặt của áo mũ ớt đâu? Ở đây à? Thế à? Chân của áo mũ ớt đâu? Áo mũ ớt thì thôi. Không phải. Ở đây.